Ok, và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì cũng khá là lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhau đúng không? Phải hơn một tháng rồi đấy. Và thực sự thì cũng rất xin lỗi các bạn, bởi vì trong một tháng vừa rồi mình ôn thi đại học ấy, là mình cũng không thể ra được clip. Và hôm nay mình đã trở lại với một cái diện mạo hoàn toàn mới luôn. Đó là mình đã tự mua được cái máy tính của riêng mình. Nói chung là cái máy tính này cũng ra gì phết ấy. Nó cũng khá là xịn sò, nên là mình đã tải được cả Respect và Shader. Các bạn có thấy hình ảnh nó có chất lượng không? Quá là đẹp luôn ấy. Thề. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc hành trình sinh tồn mới ở trên một cái thế giới mới luôn. Ở phiên bản 1.14 nhá. Nên phiên bản này thì nó cũng mới ra thôi, nên là có rất là nhiều những cái để cho mình khám phá ấy. Là cứ từ từ nhá. Mình còn chơi với nhau lâu dài mà đúng không? Và nếu các bạn thấy thích clip của mình thì đừng quên bỏ lại cho mình một like, một đăng ký và kích vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ôi, mình nhớ Minecraft quá. Nhầm. Lâu không chơi thì lẫn các bạn ạ. Đây. Nhìn cái bàn chế tạo cũng được phết nhỉ. Làm cái dìu này. Đó, một cái cúp. Một cái kiếm nữa. Xôi ơi. Nguyên một combo luôn. Bây giờ thì bây giờ mình cần phải tìm thêm đá nữa. Ấy có kill đấy. Được. Không có kill là ngon rồi. Thế nếu mà không có kill mình đêm mình lại phải ngủ bên ngoài sợ lắm các bạn. Hề. Cất con này. Xổi rồi. Xiu. Con này nó màu đen. Mình cần con nào màu trắng cơ. Thôi đừng bảo là có mỗi một con nó cho mình hai cái len trắng nhá. Đậu xanh. Ôi giời ơi. Cho không cho ba cái luôn đi, cho cũng hai cái. Đùa. Dưới biển có cá không nhỉ? Kiếm cái gì ăn á? Nói chung là ở cái phiên bản 1.13 trở lên là các bạn chơi sinh tồn không bao giờ sợ thiếu đồ ăn luôn ấy. Đồ ăn ở khắp nơi luôn ấy. Lúc mà đói thì xuống dưới biển lấy cá. Mà không thì nếu không có cá thì mình lấy rong biển này này. Đâu nhỉ? Chỗ này không có à? Đây đây, cái rong biển là cái này này. Từ từ. Mà cái này ăn được mà. Các bạn chỉ cần nướng lên ăn được không? Đấy, cái tảo bẹ. Ui, mình cứ đọc nhầm rong biển. À, có cái hang này. À, đi cái hang này trước đi. À, mình không có than. Ui, tối quá các bạn ơi. Sợ quá. Mình không dám xuống ấy, nó tối. Thề. Có rùa này các bạn này. Ui, ba con luôn nhá. Rùa như nó ăn tảo bẹ đúng không nhỉ? Nó ăn tảo bẹ hay là cái cỏ hay gì đấy. Ờ, nó không ăn này. Nhiều rùa vãi. Được. Chỗ này như kiểu một khu sinh thái luôn rồi. À, có sắt này các bạn này. Ờ, nhưng mà từ từ. Xem xuống kiểu nào đó. Ở kia có nước này. Bây giờ nhảy xuống lên kiểu gì nhỉ? Từ từ. Để mình thiết kế đường đi xuống đã. Nói chung là làm gì cũng phải cẩn thận. Mình không muốn chết ngay từ tập đầu tiên đâu. Thế nhục lắm. Đây. Sổi ơi. Ôi. Quá là đơn giản luôn. Làm cái gì cũng phải dùng cái đầu nhỉ các bạn nhỉ. À từ từ. Mình chưa làm đồ đá.
quên mất. Đây, mình cần một cái cúp đá này. Trời ơi, vậy là mình đã tìm thấy kim loại ngay từ tập đầu tiên luôn. Các bạn thấy mình có ngầu không? Sợ quá ngầu nhỉ các bạn nhỉ. Mình cần tầm 20 viên đá thôi, để làm một số những cái dụng cụ bằng đá với cả lò nung nữa. Đây, một cái lò nung này. Mà thôi bây giờ mình làm mẹ đồ sắt luôn đi nhỉ. Tìm được sắt được việc gì, phải dùng mấy cái ghẻ. Không có than. Trời, ở đây có sắt này. Ui chết rồi. Nước nó đẩy mình. Kia có than rồi. Vậy là từ đồ gỗ nhảy một phát lên đồ sắt luôn. Đấy, băng này đủ rồi. Trong cái thời gian đợi này thì chắc là mình đi soi mói xem có thó được cái gì hơn không. Ui, nhiều than đấy. À, là còn giấu cả sắt trong này nữa. Đùa. Rồi, được rồi. Trở về chỗ kia nào. Mình sẽ nâng cấp lên thành cúp sắt luôn. Không phải dùng đồ đá nữa. Đồ va vật nhỉ. Đấy. Rồi, đuốc này còn lại thì làm. À, than còn lại làm đuốc. Đây, cúp sắt này. Dìu sắt. À thôi, làm kiếm đi. Kiếm quan trọng hơn. Trời sắp tối đấy. Mà tình hình là mình cũng chưa kiếm được cái cái len cừu thứ ba. Mấy hai con cừu kia, hai con cừu khác màu nên là nó không cho hòa trộn lại với nhau ấy. Thề khó chịu. À, lại có sắt này. À, cho hết đường rồi. Còn sắt thì vẫn còn nhưng mà nó ở trên đoạn trên kia kìa. Là tạm thời thì mình chưa lấy. Kệ nó. Oh no, trời tối rồi. Mình có nên ngủ dưới này luôn không nhỉ? Đồ ăn thì không có. Khổ rồi đấy. Làm thêm cái lò nữa. À, buổi đêm nó cũng có cái thú vị nhỉ. Hay mình lên săn quái vật đi. Mình sợ chết lắm. Mấy cái con gọi là gì nhỉ? Creeper. À, đúng rồi, Creeper. Nó ôm bom nó nổ chết. Sợ ở đấy lắm. Thề.
Bây giờ cái men theo đường nước này lên thôi. Khổ nhỉ. Ui. Ui nó cầm cả sẻng nó đánh mình ạ. Thôi. Thôi. Em xin. Ui rồi ôi. À. Ui. Một ngôi nhà. Được cứu rồi. Mình được cứu rồi các bạn ơi. Một ngôi làng luôn ạ. Nhìn khác nhỉ. Cái này cái gì? À có len này. Đây. Đúng rồi. Xôi ôi. Hay thế nhỉ. Ui máy thế tự nhiên tìm được ngôi làng chứ. Ui ui zombie kia. Ui. Cứt con này, mày định làm gì? Hả? Nhà này cũng có cái giường này. Biết thấy thó luôn cái giường của nó nhỉ. Bàn vẽ bản đồ á. Lấy cái bánh mì thôi. Đang đói mà. Bản đồ trống là bàn. Điểm gì? À. Để cái gì lên đây nhỉ? Mình chịu chả biết này nữa. Hello baby. Người làm giáp nghiệp dư. Thôi không nói chuyện mấy bọn nghiệp dư. À đây. Đây. Không ấn được vào người nó chứ. Đùa. Ồ. Cái này khối sắt này các bạn. À đá mịn. Mẹ cái tưởng khối sắt ở đây. Ôi dồi ôi mình giàu to luôn các bạn. Lò luyện kim á. Được nhỉ. Thôi lấy luôn. Cho xin nhé. Lò luyện kim mình tưởng đây là sắt. Bao nhiêu lúa này. À, có cả golem luôn ạ. Sang ấy nhỉ. Dân làng 4.0 à. Được. Thằng nào. Người vẽ bản đồ nghiệp dư à. Thằng này như kiểu nó không muốn đổi gì với mình ý. Ấn vào người nó cứ lắc đầu này. Nhà bên này chả có gì nữa nhỉ. À có ruộng. Ngon. Cái này cái gì? Thùng bổ phân. Tưởng cái gì. Bây giờ còn có cái kiểu thùng ủ phân à. Nông dân này. Thằng này mình cần này. Mình thích nông dân này lắm. Ui nhà có vẻ xây đẹp hết nhỉ. À thư viện được ngon. Mà cái này cái gì. Bục để sách. Hấp dẫn nhỉ. Có nhiều cái mà mình thấy nó hay vậy. Mình quyết định là tịch thu căn nhà này làm căn nhà của mình. Được, cái này đẹp. Đánh dấu phát nào. Và đây là nhà bố. Đánh dấu căn nhà này là căn nhà mình. À, thằng nào? Như kiểu đầu bếp nhỉ? Thủ thư. Cái làng nó bé quá nhỉ.
Đúng, cái phiên bản này có nhiều cái thú vị thật đấy các bạn. À, khoai tây này. Cũng mất một củ rồi. Chắc nó chưa chín quá. Thôi, mình nghĩ chắc là hết rồi đấy. Thì chắc là mình sẽ đi tìm cái hang nào đó. À, có bò này, ngon. Sỏi rồi. Cứ phải cho nó đẻ ra rồi mới lấy thịt. Không sợ đến lúc hết bò là không có gì ăn đâu. Có ngựa luôn chứ. Hello baby. Ngựa ăn lúa không nhỉ? Ủa ăn hết rồi. Ôi giời. Chán không chưa kìa. Đây có cái hang này. Mà có vẻ không khả thi cho lắm. Hang nông ấy. Chẳng có cái mẹ gì cả. À đây. Ít ra nó mới còn đường đi xuống. Rồi, nếu các bạn thấy thích clip của mình thì đừng quên bỏ lại cho mình một like nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tối thế. Có khi nào mình tìm được kim cương trong này không ta? Hết đuốc rồi. Đẹp. Vai. Ờ, mình nghĩ xuống được ấy, xuống được. Đừng lo. Sỏi rồi. Ồ. Cái này khung mà bỏ hoang này các bạn này. Ngon. Được. Mình vẫn không dám xuống. Sợ xuống không lên được ấy. Bởi mình bên mình cũng còn khá là yếu mà. Thôi chắc là để tập sau nhá. Biết rồi còn cái gì thó đâu nhỉ. Mình không mang theo nhiều gỗ. Tí sợ. Hết đuốc mà chưa tìm thấy cái gì là sợ lắm ấy. Đường thì tối mà. À. Như kiểu gặp mấy cái con như này là có khi mấy tim nó nhảy ra bên ngoài luôn quá. Nó mà bây giờ mình đang không đeo tai nghe nên là nhiều cái gì mình còn chả biết được. Đã khá sắt rồi đấy. Bao nhiêu rồi? 30. Ở nửa stack rồi. Cái hang này có vẻ là có nhiều tiềm năng đấy nhỉ. Mình thấy nó cũng khá là sâu, nó không phải là hang cụt. Mình chỉ ghét mấy cái hang cụt thôi nhá. Ờ, cái này thì cụt thật này. Rồi. Lấy lại đuốc đó. Rồi bịt chỗ này lại. Cái chỗ cụt là phải bịt lại, không tí để đến một lúc nào đó mình đi nhầm vào cái đường này là khổ đấy. Đánh dấu là chỗ này đã từng đi. Mình có nên xuống dưới kia không nhỉ? Thề sợ lắm ấy. Xuống xuống được là một chuyện nhá, còn ở dưới đấy có mấy bọn zombie cũng là một chuyện.
sợ lắm thề. Thôi cứ tranh thủ đào mấy cục sắt để đi cho nó, cho nó gọi là có gì đó an ủi là là ta đi mai ta có ít sắt đấy, cái đấy. Chắc là hôm nay như vậy là được rồi đấy. Thì tập đầu cũng khởi đầu cũng khá là tốt. Là nếu các bạn thấy clip của mình hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like, một đăng ký và kích vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất kênh của mình nhá. À đấy, còn cỏ sắt đây. Ui giời. Thề. Cứ tưởng rơi xuống cái kia nữa thì. Thôi, chắc là tập sau mình sẽ đi khám phá cái khu mỏ bỏ hoang. Biết đâu mình lại tìm kim cương thì sao, đúng không? Thì nếu các bạn thấy thích thì đừng quên bỏ lại cho mình một like nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.